Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hữu Liêm. Bây giờ chúng tôi lại trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luận Mỹ. Hello, chúng tôi nghe đây. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ. Dạ, chào chú Liêm. Dạ, chào em. Cho em hỏi thăm chứ. Con em nó có hai căn nhà. À hả. Thì nó muốn làm chi giấy mà sau này có chồng ở đó dự xứ. Dạ. Thì giống như chồng nó không có dữ liệu về căn nhà thì luật sư làm cái đó được không ạ? Cái đó đó nó có hai cách có thể làm. Cái thứ nhất á, thường xưa thì nó gọi là làm cái gọi là cái prenuptial agreement, hay còn gọi là premarital agreement, tiếng Việt gọi là khế ước tiền hôn nhân. Tuy nhiên cái khế ước tiền hôn nhân đó nó đòi hỏi đó là cả hai người hôn phu và hôn thê trước khi lấy nhau là phải ký cái giấy đó và đồng thời phải tiết lộ cho lẫn nhau những cái tài sản hay những cái nợ gì mà mình có trước khi mình lấy nhau, để sau khi lấy nhau rồi thì những cái tài sản mà mình nói là của mình trước khi lấy nhau sẽ vẫn còn là của mình nếu chẳng may hai người không ở với nhau được trong tương lai. Thì thường thường á, những cái giấy tờ mà khế ước tiền hôn nhân đó thì Mỹ họ làm cũng nhiều nhưng mà Việt Nam thì ít, tại vì chưa lấy nhau mà tính tới chuyện rủi phải bỏ nhau rồi thì nó cũng không có được mà tình tứ lắm. Thành ra có cách thứ hai cũng có thể làm mà không có cần phải có cái sự gọi là đồng ý hay là ký nhận của cái người mà sắp vợ sắp cưới hay chồng sắp cưới của mình, là tôi nghĩ mình cũng có thể làm một cái living trust và mình bỏ cái tất cả tài sản mình vào trong cái trust đó. Thì cái cách thứ hai như vậy đó nó cũng có cái lợi là khác với là cái prenuptial agreement, cái khế ước tiền hôn nhân là thế này. Là bởi vì nếu mà mình ly dị thì mình vẫn có thể giữ được những tài sản trong cái trust của mình. Và cái quan trọng là nếu chẳng may mình qua đời thì mình vẫn có thể, cái tài sản đó vẫn có thể vẫn được hưởng bởi cha mẹ anh em của mình, chứ không nhất định là cái người vợ hay chồng của mình. Còn bù lại cái khế ước tiền hôn nhân đó nó chỉ giải quyết trong vấn đề hai người ly dị mà thôi. Bây giờ sao cho dù mình có cái khế ước tiền hôn nhân nhưng mà sau khi mình lấy nhau rồi chẳng may mình qua đời thì đó cái người phối ngẫu của mình vẫn có thể được hưởng những cái tài sản riêng của mình. Mặc dù á, mình nói trong khế ước tiền hôn nhân đó là tài sản riêng của tôi, nhưng mà theo luật đó, từ khi sau khi mình lấy vợ lấy chồng rồi mình lại có một cái di chúc hay là cái tín quỹ riêng nữa. Còn không đó thì theo luật về vấn đề hưởng cái gọi là intestate law, những người mà qua đời mà không có di chúc có tín quỹ, thì trên nguyên tắc đó đối với tài sản riêng của cái người quá cố đó thì người vợ hay chồng vẫn có thể được hưởng một phân nửa nếu hai người đó có một đứa con. Nếu có hai hay nhiều hơn thì sẽ hưởng được 1/3 và tất cả con hưởng 2/3. Bây giờ nếu không có con thì cái người phối ngẫu vẫn được hưởng phân nửa và cha mẹ mới được hưởng phân nửa. Ok. Đó. Em còn câu hỏi gì khác nữa không? Hello. Dạ hello, luật sư. Hello. Dạ. Dạ thưa, sư xin lỗi với thẳng thưa chứ cái một là sư làm cái tiền, cái hai làm cái tiền. Sao cái một á là cái nó gọi là khế ước tiền hôn nhân, cái thứ hai là mình làm cái tín quỹ. Dạ, thì giờ bao nhiêu tiền không? Cái gì? Bao nhiêu tiền á? Ờ tôi không trả lời vậy được. Dạ, nếu cần em có thể gọi văn phòng tôi hay là có thể gọi văn phòng khác nha. Dạ, cảm ơn em. Dạ, thank you. Dạ. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Dạ thưa, xin chào luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Dạ, xin chào cô. À, dạ thưa luật sư, cho em hỏi thăm là văn phòng mình có làm cái Living Trust không ạ? Dạ có làm Living Trust cô, dạ có. Dạ thưa, cái phần Living Trust thì nó có những cái phần gì vậy thưa luật sư? Cái Living Trust đó là nó chỉ là một cái văn kiện trong nhiều cái văn kiện khác, trong một cái nó gọi là hoạch định di sản, estate planning. Thì thường đó, nó sẽ có bốn cái document chính
là cái living trust, nó gọi là cái declaration of trust. Và cái văn kiện thứ hai nó là cái pour over will, là cái di chúc. Cái thứ ba nó là cái giấy ủy quyền về tài chánh, gọi là cái durable power attorney. Cái thứ tư nó gọi là cái advanced healthcare directive, mà tôi tạm dịch cái ý của nó là một cái hình thức giấy ủy quyền về vấn đề y tế và hậu sự. Thì trong cái living trust á, thật sự đó, văn phòng tôi làm tới hai cái lần. Một cái nó gọi là long form và các cái short form. Cái long form, bởi vì trong cái trust á, mình sẽ nói rõ là ai sẽ được hưởng cái tài sản của mình, phân chia như thế nào, vân vân, ai có cái quyền sau khi mình qua đời. Thành ra những cái đó nó confidential, mình không muốn cho những cái người ngoài biết. Lấy thí dụ nhiều khi nhà bang hay là hãng insurance company, home insurance họ cũng muốn biết, hay là recorder họ muốn biết, thì mình không muốn cho họ biết về những cái confidential đó. Do đó thường tôi sẽ làm ngoài cái long form đó, tôi sẽ có một cái short form, nó gọi là cái abstract of trust, tức là cái rút gọn của cái trust document thôi. Thì cái đó nó có thể dùng để cho những cái người thứ ba, người ngoài, hoặc là nhà bang, hoặc là insurance company, và những cái chẳng hạn county recorder. Thì cái đó nó chỉ cho biết cái trust mình là trust gì, ai có quyền khi mình qua đời, vậy thôi, chứ nó không có nói thêm nữa là ai được thừa hưởng rồi phân chia như thế nào, vân vân. Dạ. Ok. Dạ. Dạ thưa văn phòng, em muốn gặp riêng luật sư để em hỏi thêm chi tiết nhiều hơn nữa, với lại có thể hỏi luật sư nếu mà làm như vậy thì giá cả là như thế nào thì dạ, được, em có thể gọi tôi ở bằng phone. Dạ, dạ, tôi tới đây thì tôi được biết là đài cho biết cũng hết giờ rồi, thành ra ngay sau cái phần này đó thì đài nó sẽ chạy lên cái phần mà cái điện thoại của văn phòng của tôi đó, thì em có thể lấy cái số điện thoại và gọi vào nhé. Dạ. Dạ, cảm ơn em nhé. Vâng, dạ. Thưa cảm ơn luật sư. Thank you em. Đến đây thì chúng tôi được đã cho biết là cái chương trình đã mãn, thành ra chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong suốt một giờ qua, và chúng tôi xin hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau. Những cái câu hỏi hay là có những vấn đề luật pháp thì có thể liên lạc với văn phòng luật sư của chúng tôi qua cái số điện thoại là 714-898-7579, 714-898-7579. Với hơn 32 năm hành nghề luật sư tại Hoa Kỳ và dưới sự công tác có nhiều luật sư Việt và Mỹ thường xuyên tại văn phòng, chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ quý vị trong vấn đề luật pháp. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một cái tuần lễ vui vẻ với người thân và gia đình, và xin hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau, và xin cảm ơn.